Ngoài cái vấn đề là cắt cúp theo những cái trường hợp mà tôi đã giới thiệu là cắt bớt một số phần nền hoặc là những cái đối tượng mà không mong muốn ở trong bức ảnh này, cắt để chỉnh cái tình trạng mà bị chụp nghiêng này. Đó, nghiêng ở đây là nghiêng về góc độ ống kính so với vật thể. Đấy. Ở đây chúng ta lại còn gặp một trường hợp nữa là nghiêng do nghiêng lệch trái phải của máy và nó làm cho cái đường chân trời, đường thăng bằng nó không chuẩn. Đấy. Các bạn có thể kiểm tra, các bạn có thể xem hoặc đôi khi bằng mắt thường các bạn có thể nhìn thấy. Đây là một cái ảnh tương đối đẹp nhưng mà do cái góc để chụp lấy cái người đang nhảy lên như thế này thì thực ra đây là một cái ảnh nó cũng nghiêng đấy chứ nó không phải là thẳng độc. Tôi có thể kiểm tra bằng cách là ở trên thước này tôi bấm vào đây và tôi kéo cái đường thước gióng này xuống thì các bạn nhìn thấy rõ là cái đường ngang này nó nằm đây, những cái đường mặt biển và chân trời, đường chân trời đây nó lại chéo đó. Trong trường hợp này rõ ràng là đây là một cái ảnh bị nghiêng, đường chân trời không nằm ngang đấy. Nhưng người ta đang muốn tạo ra cái độ bay lên cho nên là người ta để như thế. Còn nếu mà đúng là để cho nó ngang bằng thì chúng ta phải chỉnh lại một tí. Chỉnh lại thì chúng ta có hai cách như thế này. Chúng ta sẽ sử dụng chính cái công cụ crop vừa rồi. Đó. Đây. Công cụ crop này. Bạn có thể là làm như thế này. Trước hết là bỏ các cái tham số này đi đã. Đó, clear. Bỏ hết cái tham số này đi, nếu không thì nó sẽ lưu lại. Cái trường hợp này thì nó cũng hơi giống như là cái trường hợp buổi đầu tiên mà tôi có trao đổi với các bạn về cái feather, đúng không? Phiên làm việc xong rồi nếu mà chúng ta không xóa đi thì nó vẫn lưu giữ cái tỷ lệ lại và nhát sắp cắt xong nó cũng vẫn cắt theo cái tham số mà chúng ta lưu lần trước. Thế bây giờ chẳng hạn như là để cắt thì các bạn có thể làm như thế này. Cứ co kéo như thế nào đó, sau đó thì các bạn xoay giúp tôi. Xoay làm sao để cho cái đường chân trời nó song song với lại cái đường mà chúng ta sẽ cắt. Đấy, và bây giờ chúng ta sẽ mở rộng cái này ra. Kéo cho hết kích thước đi. Đấy. Cắt lại nhưng mà điều chỉnh để cho cái đường chân trời nó ngang. Đấy. Sau khi xong nhập đúc. Thế nhưng đường chân trời lúc này thì ngang rồi, đúng không? Đây, các bạn quan sát. Đường chân trời của chúng ta lúc này nó ngang rồi. Kiểm tra lại nha. Đây. Kéo thước xuống. Đó ngang. Thế nhưng mà nó sẽ có xuất hiện một cái trường hợp là gì đấy ạ? Các bạn lại thấy có những cái màu xám nó sẽ nằm ở rìa này. Tại vì khi mà chúng ta xoay thì bắt đầu là nó ra khỏi cái vị trí gốc của nó đấy, và lúc này thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái màu hậu cảnh ở phía sau. Màu hậu cảnh chính là cái màu xám này đấy. Do đó thì cần phải xử lý lại một tí thì chúng ta lại quay lại với cái lệnh mà vừa nãy chúng ta đã nói. Tôi sẽ tạo ra một cái vùng chọn liên quan tới những cái phần mà bị hở xám như này. Để chúng ta xử lý nó. Đấy. Và bây giờ thì chúng ta tô bằng cái gì nhỉ? Edit Fill Content Away. Chúng ta sẽ lấy những cái, bắt nó lấy những cái màu mà gần sát gì đây ạ? Gần sát những cái gì ở đấy nó lấp ra để chúng ta xoay và chúng ta bù lại những cái điểm mà nó bị hở cái màu background. Cái đấy là cái cách để mà chúng ta xoay ngang cái ảnh ra và chúng ta bù những cái đoạn mà nó hợp màu background. Tuy nhiên đây chỉ là nói thêm về một cái cách sử dụng ở trong cái công cụ crop thôi, nhưng nếu mà xoay ngang thì các bạn làm cách này sẽ nhanh hơn nhiều. Đây có một công cụ này, các bạn vào trong cái phần công cụ AirDrop này, nhấn giữ một chút và các bạn chọn cho tôi cái công cụ Ruler, là công cụ thước này, và bằng cách là sử dụng cái này các bạn kéo cho tôi một đường đúng theo cái đường chéo. Cái này thì không phân biệt ngắn hay dài nhé, tại vì cái này là nó có mấy tác dụng đấy, nó có tác dụng là đo chiều dài hay chiều rộng,
bằng cái cách kéo thước này, và đồng thời nó báo luôn là cái độ nghiêng. Ví dụ ở đây các bạn nhìn thấy là cái độ nghiêng của nó đang là bao nhiêu đây ạ? 1,2 độ. Đây này. Đấy. Khi mà chúng ta kéo một đường là nó xác định được là cái độ nghiêng rồi. Bất kể là dài hay ngắn thì là quan tâm tới cái vấn đề là đo 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 độ dài thôi. Nhưng khi mà chúng ta kéo dài thế này thì cái góc nó có vẻ là nó sẽ dễ chính xác hơn khi mà chúng ta kéo một đường dài. Đấy, để làm sao cho nó song song thực sự với lại cái góc nghiêng của cái đường chân trời. Sau khi các bạn gióng được cho tôi cái đường này rồi thì máy nó đã nắm được là cái đường này nó nghiêng bao nhiêu độ so với cái đường nằm ngang. Và lúc này các bạn chỉ việc là chọn cho tôi cái lệnh là Stride Layer thì nó sẽ tham chiếu theo cái góc độ mà nó đo được độ nghiêng ở đây. Nó sẽ nắm cái bức ảnh lại cho chúng ta là xoay nghiêng lại bao nhiêu. Trường hợp này thì nó lại không xuất hiện ra cái màu xám mà là cái vùng trong ở đằng sau. Và cách xử lý cũng giống như vừa rồi, tôi đã làm mẫu cho các bạn xem. Các bạn chỉ việc là vẽ lấy những cái vùng chọn mà bao lấy những cái vùng ảnh nó bị hở nền như thế này, hở trong như thế này, và chúng ta lại sử dụng cái lệnh fill lấy content away, nó sẽ lập tức nó bù điểm cho chúng ta và cái ảnh chúng ta nó vừa quay trở lại nằm ngang mà nó lại vừa bù xử lý được những cái phần mà hở do cái góc độ nghiêng của cái ảnh nó tạo. Đấy. Tất nhiên cái ảnh này xoay ngang ra đây thì nó có lẽ là nó sẽ không đẹp bằng cái ảnh hơi nghiêng, nó bớt đi cái độ bay. Đấy, nhưng mà trong các trường hợp khác mà bị nghiêng thì chúng ta nên dùng cái cách này để chúng ta chỉnh. Còn nghiêng thì nhiều lắm, lý do rất là đơn giản, tại vì là chúng ta chụp không chuyên nghiệp. Người ta chụp chuyên nghiệp, người ta có chân máy, người ta đảm bảo được cái độ vững chắc khi người ta chụp. Đấy, thứ hai nữa là người ta chụp nó cũng có cách, người ta bấm từ từ cho tới khi nào mà gần được thì người ta mới bấm để cho bật màn chậm. Còn chúng ta đôi khi là không có được kinh nghiệm đấy, và chúng ta sẽ bấm đôi khi là bấm rất giật. Máy thì lúc đầu có thể là ngang, nhưng mà cái cú mà bấm tay đánh cụp một cái của chúng ta thì bao giờ nó dìm cái góc máy xuống một tí, cho nên là bắt đầu nó lại hơi bị chéo là vì thế. Đấy, và cái trường hợp đấy xuất hiện thì không phải hiếm. Do đó thì biết các cái công cụ để mà xoay, để chỉnh nghiêng này, thì những cái ảnh của chúng ta gặp phải trường hợp đó thì chúng ta sẽ tự chỉnh lại rất nhanh.